Anh ơi, ảnh nét hay không phụ thuộc vào máy hay len ạ? Đến với câu hỏi mà ảnh có nét hay không thì phụ thuộc vào điều gì, ở đây chúng ta sẽ phải cùng phân tích một chút, đó là một bức ảnh được tạo ra bởi điều gì. Thì như trước đây thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh được tạo ra khi mà ánh sáng đi thông qua ống kính này, sau đó đi thông qua cái màn chập của các máy phim, và cuối cùng là ánh sáng sẽ đi xuyên vào cái buồng phim, buồng tối, và làm thay đổi tính chất liên quan đến hóa học ở trên các cái phim. Còn với những cái chiếc máy ảnh hiện đại như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai dòng là DSLR và dòng có không có gương lật, thì vẫn là thư như thường lệ thì ánh sáng sẽ đi thông qua ống kính, sau đó thì đi vào cảm biến, và từ cảm biến được ghi nhận xử lý qua các chip và sẽ được ghi nhận vào thẻ nhớ của các bạn. Thì chính vì vậy thì đến với cái việc mà ảnh nét hay không nó sẽ phụ thuộc vào cả hai yếu tố, đó chính là thông qua ống kính và thông qua máy ảnh. Chính vì thế chúng ta phải cân đối một cái lượng tiền làm sao mà chia bao nhiêu phần trăm dành cho máy ảnh, bao nhiêu phần trăm dành cho ống kính. Còn ảnh nét hay không tại sao lại do ống kính, thì điều đầu tiên nó sẽ là do cái cấu trúc của ống kính đó, đó là một cái ống kính fix hay một ống kính zoom. Thông thường cùng một cái giá tiền thì ống kính fix sẽ nét hơn các ống kính zoom, nhưng ống fix thì lại nhiều cái nó không tiện bằng ống zoom đa dụng. Còn cái độ nét ở trên một bức ảnh nó sẽ phụ thuộc vào số lượng thấu kính này, chất lượng thấu kính này, lớp tráng phủ này, cũng như là các bạn có sử dụng là chụp xuôi sáng hay ngược sáng, có sử dụng filter hay không trên ống kính. Còn với máy ảnh thì độ nét nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như sau. Đầu tiên là cái việc mà cảm biến của chiếc máy ảnh đấy có nhiều chấm hay không. Theo lẽ thông thường thì nhiều chấm thì sẽ thường nét hơn là máy ít chấm. Cái điều thứ hai nó là cái kích thước cảm biến của một chiếc máy ảnh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến độ nét của bức ảnh. Như chúng ta đã biết thì cái cảm biến của cái điện thoại nó sẽ bé như cái đầu đũa này. Sau đó thì đến các cái dòng mà máy ảnh crop này, có rất nhiều tỷ lệ crop khác nhau này. Sau đó thì máy ảnh full frame là cảm biến nó bằng khoảng hai ngón tay như này, thì nó sẽ lại cho một cái chất lượng ảnh tốt hơn nữa. Và đến gần như ở thời điểm hiện tại thì các cái máy ảnh có chất lượng tốt nhất đó chính là những cái máy ảnh medium format, cảm biến nó bằng khoảng hơn ba ngón tay như này. Cùng với đó thì giống như ở trên ống kính thì trước cái cảm biến của máy ảnh thì thường là chúng ta cũng sẽ có một cái lớp kính. Ở trên đấy thì nó có hai yếu tố ảnh hưởng đến độ nét của hình ảnh, đó chính là cái việc mà cái lớp quating ở trên cảm biến và cái việc mà cái máy ảnh đó nó có tích hợp filter AA trên cảm biến hay không. Xu hướng thì bỏ đi filter AA thì ảnh sẽ nét hơn, còn những máy nào có filter AA thì ảnh nó sẽ không nét bằng. Như thế thì chúng ta có thể kết luận lại thông qua câu hỏi này, thì đó là phụ thuộc cả vào ống kính, phụ thuộc cả vào máy ảnh, phụ thuộc cả vào chất lượng từng thấu kính, phụ thuộc cả cái chất lượng cảm biến cũng như là các cái đời và cái kích thước cảm biến. Thế nên chúng ta nên cân đối làm sao mà để một cái máy ảnh nó sẽ nét nhất ở trong cái tầm tiền mình mong muốn, nét nhất ở trong cái thể loại chụp mình mong muốn, cũng như là nét nhất để mình xem ở trên thiết bị là di động, xem trên một chiếc màn hình to, hay là chúng ta cần một cái in ảnh khổ lớn. Thì như thế thì chúng ta sẽ đưa ra được một cái lượng kinh phí cho bộ máy ảnh nó sẽ phù hợp hơn.